Năm anh em chúng tôi vừa động viên nhau cố gắng dấn bước. Dọc đường đi, đồ đạc quân trang, rồi đạn, gạo vứt lại ngày càng nhiều. Những thứ trước còn giấu giếm, vứt trong bụi, bây giờ quăng bừa bãi. Đi từng đoạn, lại có một hai người ngồi tựa lưng vào ba lô nghỉ, đôi môi khô nứt nẻ vì khát nước. Chúng tôi vẫn bước đi, những bước nặng nhọc. Lâu lâu thằng Dũng lại đưa cho mỗi người một hạt muối để ngậm. Khi mặt trời vừa tắt nắng, trước mặt tôi hiện ra cái hồ nước nhân tạo hình chữ nhật, với chiều rộng chừng 50 mét, dài cỡ 80 hay 100 mét. Bờ hồ giống chân người đi lội xuống đạp lở đất và dẫm nát cỏ cây. Mấy đứa reo lên mừng rỡ, định nhào xuống, nhưng tôi ngăn lại. Tôi nói, từ từ đã. Mấy đứa nhìn kỹ coi, sao tao không thấy bóng dáng con cá nào, to nhỏ đều không có. Coi xem, thấy cá mới được uống, và có uống cũng từng ngụm nhỏ một thôi. Thằng Thông, thằng Minh, rõ chưa? Muốn chết vì sốc nước thì uống cho đã cái miệng, tao không cấm. Sau khi quan sát vài phút, cả bốn thằng đều công nhận là không có dấu hiệu của cá tôm gì cả. Thằng Thông hỏi, vì sao phải có cá mới được uống hả anh? Tôi trả lời, tao đang nghi hồ nước này bị bỏ thuốc, chứ đất ca này đâu có nước là ở đó có cá. Nước có độc thì mới không có con cá nào. Thằng Thế và thằng Dũng cũng đồng ý với suy luận của tôi. Vậy là cả năm anh em đều thống nhất là không nên uống nước ở đây. Tôi động viên, cũng gần đến mo hơn rồi, mọi người cố chút nữa, uống nước lỡ độc thì nguy hiểm. Tiếc rẻ nhìn hồ nước, hai thằng Minh và Thông thò chân xuống khua khoắng cho mát rồi mới chịu rời đi. Để ăn ủi, tôi mở bình tông rót chút nước cuối cùng ra cái nắp, còn gần một nắp đưa cho hai đứa và bảo, hai anh em chia nhau mà ngậm rồi đi cố, sắp về tới rồi. Anh không uống à? Thằng Thông hỏi. Tao còn chịu được, hai đứa chia nhau rồi còn đi nữa. Hai đứa không nói, chỉ nhìn tôi rồi chia nhau xuống nước ít ỏi. Cả hai đều biết đây là những giọt nước cuối cùng của tôi chia cho chúng. Liếm mấy giọt nước còn sót trong bình tông cho đỡ ướt môi, ba anh em dạo bước cho kịp hai người đi trước. Không ngoài suy đoán của tôi, đi chừng 2 km, thấy vài người ngồi trên đường ôm bụng nhăn nhó. Tôi hỏi, bà nãy có uống nước ở cái hồ kia không? Cả mấy người đều gật đầu. Bỏ mẹ rồi, không biết có bao nhiêu người đã uống nước ở đây. Chỉ mong là hồ nước bị đầu độc đã lâu và thuốc bị nhạt đi. Nếu mới thì phải thấy xác cá chết, mà tôi không thấy, nghĩa là chúng đã bị phân hủy hết. Số người kêu đau bụng ở dọc đường càng lúc càng nhiều. Việc này phải mau chóng báo về ban chỉ huy để có hướng xử lý. Năm anh em lúc này có lẽ quên hết mệt nhọc, cố sải bước cho thật nhanh. Về tới mo hơn, chỉ trời đã tối, cũng chẳng biết là mấy giờ. Gặp được mấy người của tiểu đoàn 2, tôi nhờ báo cáo tình hình anh em bị nhiễm độc. Có lẽ chút sức lực cuối cùng trong người đã cạn kiệt. Cả năm anh em chỉ kịp thả súng rồi nằm lăn ra vệ đường. Ba lô bao xe đạn còn nguyên trên người. Kệ, nằm cái đã. Chẳng biết ngủ được bao lâu, nghe tiếng chân người huỳnh huỵch chạy qua, làm tôi tỉnh giấc. Ánh đèn pin nhấp nhoáng soi từng chiếc võng được khiêng qua. Tôi lại tiếp đi. Sáng hôm sau, thức dậy thì đã thấy thằng Thế đang nấu cơm. Ba ông tướng kia vẫn ngon giấc. Nó định gọi dậy thì tôi xua tay. Hôm qua đi mệt, để tụi nó ngủ thêm chút nữa, nấu xong hãng gọi. Vậy mày trông nồi cơm, để tao lòng vòng coi kiếm được chút thức ăn nào không. Phải công nhận, thằng này giỏi thật. Tôi đang vần nồi cơm, nó đã chạy về, hai tay túm mấy con cá đủ loại. Vậy là bữa sáng có chút chất tươi rồi. Trong lúc đi bắt cá, nó đã kịp tìm hiểu và nói với tôi. Mày đúng thật tỉnh táo, khi càn không cho uống nước ở cái hồ đó. Anh em tiểu đoàn 2 cả đêm đi cáng mấy thằng uống nước rồi đau bụng nằm rên la. Họ nấu cả cháo mang vào cho đám bị lạ dọc đường nữa. Cần sáng mới đưa ra hết. Ngồi ăn cơm, thằng Thông cất tiếng, đúng là một bài học lớn cho tụi em. May mà các anh cương quyết, chứ nếu không hai thằng em giờ này đang nằm cấp cứu trong kia rồi. Có lẽ đã lâu nên mức độ ngộ độc không còn cao. Mấy chục người trúng phải chỉ đau bụng và được cấp cứu kịp thời, không ai bị tử vong. Nhưng ai cũng mất giọng,
nhẹ thì vài ngày, nặng thì gần tháng, nói nghe không rõ, tiếng cứ khào khào như mấy con vịt đực. Nghỉ tại mo hơn một ngày, sang đến ngày thứ hai, các bộ phận đã tập trung quân số của mình đầy đủ. Trung đoàn bộ đã chuyển đi nơi khác, mo hơn bây giờ chỉ còn tiểu đoàn 2 chốt giữ và tiểu đoàn 3 chúng tôi đang chờ lệnh hành quân. Tới nơi đóng quân mới, mấy thằng đồng hương của tôi ở tiểu đoàn 2 nói tụi mày sẽ về phun ta công crow, ở đó có nhiều rau muống lắm, nên còn gọi là phun tà cuông. Đang ở trong Mê Lai, nước không có, rau cũng không. Nghe nói vậy là tôi thấy sướng rồi. Có rau muống, tất là có nước. Lính mà, có nước, có rau xanh, vậy là thiên đường rồi. Mặc dù chưa biết nó ở đâu. Còn đánh nhau với Pốt thì đã sao? Trong Mê Lai chẳng phải ngày nào chẳng đánh nhau với tụi nó đi thôi. Tụi nó còn kể, bên trung đoàn 4 không rõ trinh sát nắm tình hình của địch cầu thả hay là xui xẻo nữa. Báo về địch trong phum, quân số không tới một đại đội. Tới khi quân ta tiến vào đánh, bên phải đụng địch, bên trái cũng có địch, đằng trước Pốt còn đông hơn, nên dưới 4 bị thiệt hại khá nặng. Có người lại nói là trinh sát bám địch, chúng chỉ có ít, nhưng khi vào đánh không tính tới khả năng chúng vừa tập trung về đây rất đông. Chẳng biết là thế nào. Thôi, lệnh điều về đó cứ phải đi thôi. Mà có nước có rau là sướng hơn ở Mê Lai rồi. Sao phải nghĩ? Vẫn theo như sắp xếp ban đầu, các khẩu đội hỏa lực đi xen cùng với bộ binh. Lần này được xe ô tô chở hạt hoi, không phải quốc bộ. Lính ta leo lên xe, ngồi hớn hở ra mặt. Chẳng như hôm rồi, cứ như mặt con ngựa thổ, chân bước đi mà nặng như đeo đá vậy. Khẩu đội tôi thuộc nhóm đi thứ hai, xe chở đợt đầu rồi quay lại chở chúng tôi số còn lại. Ăn cơm trưa xong thì đoàn xe lại và chúng tôi được lệnh lên xe. Đoàn xe quay đầu chạy ra ngã ba con voi. Kệ, tranh thủ ngủ chút đã, chừng nào xe dừng thì mới xuống. Và quả thực là tới ngã ba con voi thì tôi còn biết, chưa qua nó thì chịu, chạy đâu thì chạy, vì tôi cũng có biết là chạy đi đâu đâu. Từ ngày qua ca, tôi cũng chỉ ra cái ngã ba này được một hai lần. Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ, tôi đang gật gù thì chợt giật mình vì có tiếng nổ lớn. Trên xe chạy trước tôi bị dính trái mìn tăng. Liền đó là hàng loạt tiếng nổ nhỏ hơn. Tiếng ai đó hô, địch phục kích. Cả xe nhốn nháo, mấy người định trèo lên thành xe nhảy xuống. Tôi hét, không được nhảy qua thành xe. Chỉ đi trên vệt bánh xe cả vướng mình. Thật đau xót, chiếc xe đi trước của tôi vì lái xe hơi lệch vết bánh xe cũ đã cán trúng quả mìn chống tăng. Tài xế hy sinh ngay, số anh em trên xe nhảy lung tung xuống đất, vướng thêm những trái KP2, tụt Pốt gài hai bên đường. Những tiếng nổ nhỏ mà tôi nghe được chính là những trái KP2 phát nổ. Rất khẩn trương, chúng tôi lập tức triển khai dò mìn xung quanh xe của mình và nơi chiếc xe đi trước dính mìn để tiến hành băng bó, sơ cứu cho số anh em bị thương. Hai bên xe chở tôi và quãng đường mấy chục mét tới xe đi trước, mọi người đã gỡ được 20 trái KP2 nữa. Vậy là chưa tới đích cần đến. Đại đội 11, tiểu đoàn 3, trung đoàn 2 chúng tôi đã tổn thất non một nửa quân số, vừa bị thương, vừa hy sinh 23 người. Lệnh trên phát ra, hành quân bộ để mấy chiếc xe quay đầu chở anh em thương tử về sư đoàn cấp cứu. Cũng chỉ vì thương lính và hành quân từ Mê Lai ra quá vất vả, các sếp có bố trí xe chở anh em, ai dè. Vậy là chúng tôi lại súng đạn trên vai, nối theo nhau thẳng tiến. Còn cách phum vài cây số nữa, nhưng anh nào cũng suýt xoa. Sao? Rau muống kìa chúng mày ơi! Ở đây nhìn đâu cũng thấy rau muống. Trên mặt suối, chúng kết thành bè. Trên bờ ruộng, lối chúng tôi đi đạp trên rau. Và dưới ruộng thì khỏi phải nói. Tiếng cá lóc đớp mồi, nghe tổn túc. Đang sống trong Mê Lai cực khổ, thiếu thốn đủ thứ. Nay về đây, nhìn thấy cảnh này. Đám lính tráng chúng tôi cảm thấy như từ địa ngục bỗng bước lên một thiên đường. Về tới phum Ta Công Cờ Lao, khẩu đội DK-75 được bố trí ở phía nam của phum, trái ngược với Mê Lai, nơi tầm nhìn luôn bị hạn chế bởi cây rừng. Không gian lúc nào cũng âm u, thì ở đây
vị trí được phân công, tầm nhìn mút mắt. Một khoảng không gian mở rộng, một tràng cỏ tranh đã bị đốt cháy trước mặt tôi, xa vài cây số. Nhìn về phía đông nam và cả phía đông cũng đều trống trải như vậy. Mặt đất bằng phẳng, chỉ duy nhất có một cây điệp độc lập ở hướng chính nam với khoảng cách chừng 500 mét. Với địa hình bằng phẳng thế này, đạn cối nổ sẽ phát huy tối đa uy lực của nó. Phải nhanh chóng có ngay nơi trú ẩn nếu bị bọn Post tập kích bằng cối. Việc đầu tiên là thiết lập ngay công sự chiến đấu cho khẩu DK, và mỗi người phải có ngay một hố nằm tạm thời để tránh đạn. Sau đó sẽ đào nối những hố này thành chiến hào. Năm anh em hội ý chớp nhoáng, tôi chỉ chỗ đào hố nằm cho từng người, rồi cùng thằng Thế đào luôn công sự cho DK. Cũng may đất ở đây là đất cát nên việc đào rất nhanh, chẳng mất nhiều thời gian thì công việc cũng tạm ổn. Thằng Thế dẫn Minh và Thông đi lấy thêm đạn DK, Dũng thì chuẩn bị bếp nấu cơm. Tranh thủ tôi mang mấy trái lựu đạn ra gài trước mặt. Chỉ dăm trái thôi, nhưng có nó cũng an tâm phần nào khi đêm xuống. Ban ngày thì không lo, với tầm nhìn xa vài cây số thì bọn Post có ăn gan trời cũng không dám mò vào tập kích. Bữa ăn tối của năm anh em hôm nay thật sang. Cá lóc kho, cá lóc nấu canh chua rau muống. Vừa ăn, mấy đứa vừa khoe: cá ở đây sao mà nhiều đến thế? Thò tay vào hang bắt cua cũng thấy cá, rồi cả ốc nhồi nữa. Ở đây vài tháng, có lẽ thằng nào cũng béo múp đầu đây. Thằng Thế bảo tôi, lúc đi lấy đạn, tao để ý có một số cột nhà ở trong phung. Ngày mai vào sớm tranh thủ lấy về làm hầm. Mình phải lấy trước để đấy, còn đào hầm sau. Vậy cũng được. Ngày mai thằng Dũng, thằng Tông ở nhà đào hai hầm đạn và lo cơm nước. Ba thằng còn lại đi lấy cột nhà làm hầm ngủ. Đêm nay, mình mới chân ướt chân ráo, để mọi người chú ý gác sách cho cẩn thận. Hết sức cảnh giác, không được lơ là chủ quan. Tụi Miên hay đánh mình vào những lúc mới tới như thế này lắm đấy. Nơi khẩu đội của chúng tôi có một hàng cây điệp to, cỡ cột nhà đều tăm tắp. Mặc võng nằm thật vừa vặn. Cũng may là hai ông tướng qua chuyến hành quân vừa rồi mới kịp quăng đi mất hai cái chiếu nằm, còn ni lông đi mưa và tấm đắp vẫn giữ lại được. Vậy là căng tấm tăng để che xương và giải ni lông ngủ tạm qua đêm. Chỉ sau vài ngày, hầm ngủ tránh pháo cùng giao thông hào của chúng tôi đã nối được với chiến hào chiến đấu của đại đội 9 bên trái, đại đội 10 bên phải. Khẩu DK cũng có thêm vài công sự để di chuyển. Bếp nấu ăn cũng là hầm đàng hoàng. Mìn trái ở phía trước mặt cũng đã gài thêm nhiều. Nóc hầm được lợp bằng cỏ tranh, vừa ngụy trang vừa che mưa khi mùa mưa sắp tới. Trong hầm có thể nằm dưới sạp tre hay móc võng tùy thích. Và có hai hầm như vậy. Tóm lại là nơi ăn trốn ngủ đã ổn định. Tôi mới có thời gian đi tìm hiểu các bộ phận xung quanh và ngắm nghía cái vùng hoang tàn này. Mà chủ yếu là coi có loại hoa quả nào chén được hay không. Quả thật, cái phum này đẹp thật. Lối dẫn vào phum là một cây cầu gỗ bắc qua cái hồ sen. Cầu này dài hơn 100 mét, đã có nhiều chỗ bị hư hỏng. Qua cầu là lối đi qua vườn xoài, rồi dẫn thẳng tới ngôi chùa đã bị bọn Post phá sạch, vứt sạch tượng, lấy chỗ làm kho gạo của chúng. Cả phum cũng chỉ còn duy nhất ngôi chùa là còn mái. Các ngôi nhà đều chỉ còn những cái cột gỗ tròn, to gần một người ôm và cao 6-7 mét, chĩa lên trời. Chúng tôi đã khiêng những cột này về cưa ra để làm hầm. Lúc này, ngoài tiểu đoàn 3 của chúng tôi ở phum Takong Klao, còn có trung đoàn bộ trung đoàn 2 cũng ở đây, nên đông vui nhộn nhịp. Cái khoản chè thuốc cũng dễ tìm, không khan hiếm như trong My Lai. Ngược lại, cũng vì ở gần các sếp, nên việc săn bắn chim, thú gần như bị nghiêm cấm. Chẳng sao, tung cua cá đầy rẫy, ăn không hết. Tìm hiểu trong phum, xong dần dần bắt đầu ra ngoài phum. Một sáng, ăn cơm xong, đi cùng thằng Dũng ra phía trước mặt. Hai thằng nhắm cây điệp độc lập thẳng tiến. Chưa ra tới nơi, thì nó đã khều tay tôi rồi quay về. Chẳng cần nó nói, tôi đã hiểu vì sao nó đòi quay về. Cả khoảng chẳng có tranh trước mặt như vừa được bừa lên,
dấu vết của đàn lợn rừng đi kiếm ăn đêm qua. Đàn lợn này chắc vài trăm con. Thấy tôi định nói, nó ngăn lại không cho nói. Nói trước bước hôm qua. Mày không nhớ vụ trên núi ăn gà rừng sao? Mày nhớ dài quá. Thì không nói là được chứ gì. Trên đường về nó bảo tôi, mày trước ở bê cối, vào xin vài trái dễ hơn tao. Mày lười thì có, cứ vào mà xách, ai hỏi thì bảo mang về chế mìn. Mà chế mìn thật, chứ có nói dối đâu mà ngại. Vậy là chiều hôm đó, hai trái đạn cối 82 đã được gài ngay gốc cây điệp, nơi bọn lợn rừng hay cả lưng vào gốc cây. Hai trái nữa cài thêm trước chiến hào. Tổ thất đầu tiên của tiểu đoàn 3 khi về đứng chân tại Phung Ta Công của Lào. Sau khi ổn định nơi ở mới, tiểu đoàn cho trinh sát đi nắm bắt tình hình địch ở xung quanh khu vực hoạt động. Nhóm trinh sát do anh Lâm chỉ huy lên đường làm nhiệm vụ. Gài hai trái đạn cối 82 nơi gốc cây điều độc lập. Tôi cứ nghĩ phải vài ngày sau đàn lợn mới quay trở lại. Không ngờ ngay đêm hôm đó, chừng 3-4 giờ sáng, hai ánh chớp lóe lên rồi hai tiếng nổ chát chúa vọng lại. Nghe tiếng nổ, tôi bật dậy trong hầm. Chưa kịp ra khỏi hầm thì thằng Thông đã ở cửa hầm nói vọng vào. Mình nổ nơi gốc điệp các anh ơi. Mày có nghe thấy tiếng gì không? Tôi hỏi nó. Hình như có tiếng heo kêu anh ạ. Ra khỏi hầm, căng tai nghe ngóng. Quả là có tiếng lợn kêu rất nhỏ vọng lại. Thôi, ra gác đi, chú ý cảnh giới đấy. Thằng Dũng và thằng Tế cùng lúc xuất hiện. Cả hai thằng hồ hởi. Mày có thịt ăn rồi. Thôi, về hầm ngủ đi. Sáng mai tính. Tụi mày không nhớ trên núi suýt chết vì tụi Miên giả tiếng nghẽn lừa mình hay sao? Nhưng tao nghe đúng tiếng lợn kêu mà. Thằng Dũng nói cố. Lợn thì cũng để sáng mai. Bây giờ không ra được. Trời đã hửng sáng. Lấy cái ống nhòm tôi soi về gốc điệp. Đúng là đàn lợn rừng rồi. Nhưng mấy con nằm đó thì chưa đếm được. Thằng Dũng đứng cạnh sốt ruột, chờ tôi đưa ống nhòm cho, mà mãi tôi không đưa, liền lấy kính ngắm của súng ra nhìn. Thấy vậy tôi bảo, soi rộng ra xung quanh xem sao. Lỡ tụi nó nằm phục ở đâu đó, chờ mình ra khiêng heo, rồi nổ thì sao? Hai thằng cùng soi kỹ từng chút, tất cả những nghi ngờ. Không có gì. Thằng Thế, thằng Minh, theo tao ra coi. Ba anh em tôi ra tới nơi, sáu con lợn rừng sàn sàn nhau, tầm 50 tới 60 cân một con, nằm ngột ngang. Tôi bảo thằng Thế mang trước một con về cất đi đã, đưa khẩu AK cho thằng Minh. Thằng này chỉ hất một cái, con lợn đã lên vai, và nó đi như chạy về. Mấy đứa dọn đạn ra ngoài, để cho vào hầm, rồi lại xếp đạn che đi. Ai hỏi, chỉ được nói là 5 con nhá. Thằng Minh ngạc nhiên, hỏi, sao phải vậy hả anh? Mày thì biết cái gì? Anh bảo thì cứ nghe vậy đi. Gọi mấy đứa vào, tôi dặn. Việc này giải quyết không khéo là được lòng rắn, mất lòng ngoé đấy. Được miếng ăn chẳng mõ đâu. Vậy mày tính thế nào? Thằng Thế hỏi. Thì thế nào nữa, để cho đại đội giải quyết. Chứ mình biết thế nào mà chia, lại mất công làm thịt. Rồi thằng được thằng ăn, thằng không được là chết mình. Bọn này bây giờ mới hiểu ý của tôi. Tới đây thì thằng Tài liên lạc của đại đội cũng vừa tới. Mấy ông đang hỏi, đêm qua mình nổ là sao đấy? Mình tao gài phía trước, đêm lợn rừng kiếm ăn vướng vào mấy con, nằm tình ảnh ra đấy. Mày về báo anh Trâm, như vậy là nói anh xuống đây liền nha. Lát sau, đã thấy nó quay lại cùng anh Trâm chính trị viên đại đội. Báo cáo anh, đêm qua bầy heo rừng vướng mìn chết nằm ngoài kia. Tụi em chở anh xuống giải quyết. Heo à? Mấy con vậy? Em cũng chưa biết, nhưng có lẽ phải 5-7 con. Đưa cái ống nhòm cho anh coi. Rồi tôi giục mấy đứa chuẩn bị dây và đòn khiêng để khiêng về, chứ đứng đây ngó à? Trời sáng rồi, ra ngoài coi xem sao. Anh Sơn bảo tôi. Tới đây anh gật gù. 5 con, vậy cậu tính sao đây? Thì sao nữa, anh bảo thằng Tài về gọi người ra khiêng rồi vào đại đội. Tiểu đoàn quyết định, chứ em quyết sao? Heo dính mìn cậu gài thì là của cậu rồi. Anh này, một con thì em xẻ ra ngay rồi chia cho cả đại đội. Đây nhiều quá, để lãnh đạo chia cho công bằng. Và lại ở đây còn trung đoàn bộ nữa. Thôi, cứ mang về hẵng hay. Anh bảo tôi. Mấy anh em khiêng được một con vì chỉ có mỗi một cây đòn. Đi cùng tôi một đoạn,
Anh mới nói, tớ hỏi thật nha, ý cậu, cậu sẽ chia thế nào? Tớ cũng đang bí đây. Cứ nói, coi như ta đang bàn phương án vậy. Anh đã nói vậy, thì em để ra thế này, anh xem có được không nhá. Còn to nhất, anh gọi trung đoàn bộ cho họ. Tiểu đoàn bộ còn một con, đại đội mình một con. Đại đội 10, đại đội 11 chung nhau một con. Còn bé nhất cho đại đội 9, để họ mang về tự chia. Nhưng anh cũng bàn qua với anh Hùng Mèo, rồi để ông ấy quyết. Ừ, mày nói nghe cũng có lý. Như vậy cũng đỡ mang tiếng. Thế ra, ông này cũng đang băn khoăn cái vụ chia chắc thì theo. Cuối cùng, mọi việc cũng êm. Đại đội 12 của tôi được tiếng thơm là có miếng ăn lại chia đều cho mọi người, không ăn độc. Năm anh em chúng tôi làm sao sơi hết được con lợn 50 cân. Xả ra, chia cho hai bê ở hai bên cầu DK, mỗi bê một quầy thịt, với lời dặn ăn trong im lặng. Trong mấy ngày đầu, phân đội trinh sát của anh Lâm đi hướng Tây và hướng Bắc báo cáo là không thấy dấu hiệu của địch. Hướng Bắc cũng chẳng trống, còn hướng Tây toàn rừng tre gai và mây dày đặc nối tiếp nhau. Hướng Đông Bắc và phía Đông là rừng tre thưa lẫn rừng trồi. Hướng này đã có dấu vết trinh sát địch để lại mà lại rất gần, chỉ cách vùng và trăm mét. Hôm nay họ sẽ đi hướng Đông Nam. Chừng khoảng 2 giờ chiều, tiếng đạn B-40 nổ từ xa vọng lại, không nghe được tiếng đạn nhọn. Trinh sát đụng địch rồi. Một trung đội tăng cường được lệnh lên đường tiếp ứng cho trinh sát. Gần 5 giờ chiều, bóng đoàn quân tấp toáng hiện ra trên chẳng cỏ rộng mênh mông. Lấy ống nhòm ra nhìn, vì họ vẫn chưa thể nhìn rõ. Đúng quân ta rồi, có một võng khiêng, không biết là ai đây. Anh Lâm chúng mày ạ. Tin được truyền đi nhanh chóng, anh bị một mảnh B-40 găm vào đầu và đã hy sinh trên đường trở về chốt. Anh là cán bộ trinh sát dũng cảm, dày dặn kinh nghiệm, rất được các cấp chỉ huy và anh em coi trọng. Không thể ngờ, anh lại là người đầu tiên ngã xuống khi đơn vị về tạc quân này. Thật là tổn thất nặng nề cho tiểu đoàn 3 khi mất đi con chim đầu đàn của trung đội trinh sát. Tin tức do trinh sát đưa về cho biết, hướng Đông Nam tụi Pốt đang có dấu hiệu hoạt động mạnh. Cùng lúc này, trung đoàn bộ cũng bắt đầu chuyển về Phung Cốp. Tác công cửa đao do tiểu đoàn 3 đảm trách hoàn toàn. Một buổi sáng, anh Hùng Mèo lúc này đã là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 đi kiểm tra các tuyến hào phòng ngự. Khi tới khẩu DK-75, anh nhíu mày rồi gọi tôi ra bảo. Em lên cái bờ suối kia, nghiên cứu làm mấy công sự cho DK. Khi nào xong thì chuyển sang đó luôn, đổi chỗ cho mấy đứa đó ra đây. Tôi lên cái bờ hồ xem xét. Đúng là ở vị trí này, khẩu DK có thể chi viện cho toàn bộ các hướng từ đông trải dài sang tây nam, tây bắc đều nằm trong tầm bắn của nó. Cùng trong ngày hôm đó, 2B của đại đội 9 cũng được dâng cao lên phía đông nam. Về trinh sát cũng nhô cao hơn về phía đông bắc. Đại đội trưởng đã điều chỉnh lại đội hình, xác định hướng trọng tâm phòng ngự là hướng đông và đông nam, chứ không phải như trước đây là tây nam và nam. Nhận định của một cán bộ chỉ huy giỏi như anh thật chuẩn xác mà trận đánh sau này đã chứng minh. Trong khi mấy anh em chúng tôi đang cải tạo lại đoạn chiến hào trên bờ hồ cho phù hợp với khẩu hỏa lực DK-75, thì toàn trung đoàn bộ đã rút hết về Phung Cốp, chỉ để lại tăng cường cho tiểu đoàn 3 chúng tôi khẩu đội cối 120. Năm anh em vẫn ở chỗ cũ, nơi có hàng điệp tỏa bóng mát. Tối hôm đó, chừng 11 giờ, thằng Minh đang ngồi gác, còn thằng Tế thì sang hầm của tôi ngồi uống trà và hút thuốc cùng tôi và thằng Dũng. Chợt thằng Thông từ hầm bên kia chạy sang, nói với giọng hốt hoảng. Ma, nghe anh ơi! Mày lại thần hồn nát thần tính rồi, ma nào ở đây? Thằng Dũng bật cười rồi mắng nó. Thằng Thế và tôi quay ra cũng bật cười, nhưng nó vẫn khăng khăng, có ma thật đấy. Không tin mấy anh qua hầm em mà coi. Tôi nói vậy, no như thế nào, mày có thấy không? Vừa hỏi, tôi vừa cười. Với ba thằng lính cựu như chúng tôi, chuyện đánh đấm, bắn giết và chạm với xương khô thì hải nát bét là chuyện bình thường, thì có đâu ai lại tin vào ba cái chuyện vớ vẩn đấy. Thằng Thông trả lời, em không thấy nhưng nghe thấy.
Ban đầu em cũng không tin là ma. Đang nằm nghe tiếng người ở bên cạnh thở phì phò. Em ngồi dậy lấy đèn pin soi thì chẳng có ai. Tắt đèn nằm vài phút lại nghe thấy tiếng thở. Lại bật đèn soi lại không thấy nữa. Vài lần như vậy rồi, không tin anh sang mà coi. May ra kiểm tra thằng Minh, bữa nay làm mệt hay nó bỏ gác chui sát vào hầm nằm rồi ngủ quên đấy. Nhìn nét mặt nó hiện lên nỗi sợ hãi thực sự. Tôi đứng dậy. Nào, đi với tao về coi. Thằng nào ra kiểm tra thằng Minh đi. Ba thằng tôi xách súng, không quên lấy thêm đèn pin, đi sang hầm bên kia. Đâu, ma đâu? Tôi dọi đèn soi căn hầm, chẳng thấy con ma nào. Thằng Dũng cũng nói, mình đó đang ngồi gác ngoài kia, nó tỉnh như sáo, không thấy nó nói giọng ngáy ngủ. Các anh tắt hết đèn đi, và ngồi im một lúc mà xem. Nghe lời đó, ba thằng tôi tắt hết đèn, và không ai nói gì nữa. Đó, đó, nó đó. Ngoài cửa hầm, thằng Thông lên tiếng. Quả thực, tôi cũng vừa nghe đúng là có tiếng người thở thật. Tiếng thằng Thông cất lên, là tiếng thở là im bặt. Im lại hết coi. Tôi bảo, chừng vài phút sau. Phi, phi. Lại bật đèn soi, tiếng thở lại im. Soi hết dưới sạp nằm, lật tung mấy cái ba lô cũng không thấy gì. Mà cái hầm đâu có rộng, chỉ vừa đủ cho ba thằng nằm. Lạ thật. Soi vòng quanh ngoài bên hầm cũng không thấy gì cả. Không lẽ có ma thật? Chúng mày ra ngoài hết đi. Ngồi trong bóng tối, một mình tôi chờ đợi cái tiếng thở kia. Phi. Lại vang lên. Kệ nó, tôi vẫn ngồi im. Phi. Đây rồi. Tiếng thở phát ra từ phía gần nóc hầm. Mở khóa an toàn của AK, đặt ngón tay vào cò súng. Tay kia bật đèn ra vào nơi phát ra tiếng thở. Tôi soi đèn là mấy bộ quần áo đang vắt trên dây. Tiếng thở im bặt. Ngậm cây đèn trong miệng, chĩa nòng súng vào đó. Tay kia tôi gạt nhanh mấy quần áo sang một bên. Trời ơi, một đống lù lù quận vài vòng từ đầu đến cuối hầm, vằn vện đen đen xám xám. Không suy nghĩ, tay tôi siết cò, hai viên đạn găm vào cái đống vằn vện kia. Không kịp bắn lần thứ hai, tôi đã bị cái quần đen kia hất ngã lăn ra sạp nằm. Ánh đèn pin bên ngoài cửa hầm sáng rực. Tiến đằng tế la lên, rắn, rắn. Vừa lồm cồm ngồi dậy, tôi lại bị cái vật kia giáng cho phát nữa, bật ngửa người ra. Nhưng vẫn kịp nhìn thấy ngoài cửa hầm, thằng tế tay đang túm cái đuôi con rắn, còn nó quay ngược chui vào trong hầm. Thân con rắn vắt ngang người tôi, cái đầu nó rúc xuống bên dưới sạp nằm. Khủng khiếp quá, cái mình nó vắt ngang hai đùi và còn to hơn cái đùi của tôi. Con người thoát ra để không bị nó đè lên. Và nhặt cái đèn vẫn còn đang sáng. Lại một tay đèn, một tay súng, soi tìm đầu của nó. Bên ngoài cửa hầm, thằng Thế vẫn đang tìm cái đuôi của nó, ra sức kéo ngược nó mà không ăn thua, không lôi được nó chút nào. Đây rồi, đầu nó đã bị tôi phát hiện. Vẫn một tay soi, tay kia cầm súng kê vào đầu nó, bắn liền hai viên. Vậy là thằng Thế, thằng Dũng tóm đuôi lôi nó ra ngoài hầm. Thằng Thông la lên, rắn đẻ, rắn đẻ. Từ bụng nó lòi ra một con rắn dài cỡ 3 mét và to bằng cổ chân người. Tôi bây giờ đã hiểu, con này là con chăn. Nó no mồi rồi chui vào hầm tìm chỗ ngủ. Tiếng phì phì kia là tiếng thở của nó. Kể ra, con rắn từ trong bụng nó tuột ra là do tôi bắn làm nó thủng bụng, gãy xương sống nên mới chậm chạp như vậy. Con chăn đã bị buộc treo lên cây điệp chờ sáng mai giải quyết. Chả biết nó nặng bao nhiêu cân, nhưng dài cỡ 6 mét. Và sau khi chặt khúc là chia cho anh em tôi giữ lại cái đầu và ướm bàn tay mình, thì bàn tay tôi còn nhỏ hơn cái đầu của nó rất nhiều. Vậy là chúng tôi lại được thưởng thức món thịt chăn thơm và trắng như thịt gà. Mấy thằng dân Hà Bắc dọa tôi, coi chừng còn con nữa nó báo thù mày đấy. Báo thù chưa thấy đâu, thì tầm 9 giờ tối hôm đó, tụi Post nhè thẳng tụi tôi tập kích. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi về đây bị chúng tập kích. Mà cũng lạ, duy nhất một khẩu RPD
gần cây điệp độc lập bắn vào. Thằng này có lẽ nghiến răng xiết cỏ hay sao, mà một lần bắn là hết nguyên nồi đạn 100 viên. Ngừng một lát, chắc nó thay dây đạn mới, đạn lại bay vèo véo qua đầu. Bùng! Một trái B-41 từ phía hào bên phía đại đội 9 kéo theo vệt lửa lao ra nhằm vào thằng địch. Âm! Trái B-41 phát nổ, tiếng RBD ngừng một lát rồi lại cất lên. Thông, nạp đạn! Tiếng thằng Tế sát bên tai, nó thăm dò hỏa lực của mình đấy, kệ nó đừng bắn. Tao biết rồi, mai mình chuyển lên bờ hồ, cứ để tụi nó nghĩ là nơi hàng biệt này có khẩu DK-75 cũng tốt. Ngắm thẳng vào cái chỗ đang nhoa nhóa ánh lửa đầu nòng, tôi xiết cò. Âm, âm, khẩu RBD tắt lặng. Vậy là con chăn đến báo thù, chỉ tiếc là con này không ăn được. Sáng hôm sau, ra kiểm tra, phát đạn DK-75 nổ tạo ra một cái rãnh như đường cày trên mặt đất dài gần chục mét. Khẩu RBD còng queo, cách đó vài mét, còn xác thằng Pốt mỗi nơi một mạch cháy đen thui. Thôi, mày cứ ở đó để làm gương cho mấy thằng khác. Tôi và thằng Dũng xách khẩu súng học quay về. Sau đó, khẩu đội tôi chuyển về nơi ở mới, nơi hàng điệp xanh mát được đại đội 9 kéo ra chám vào thay thế. Còn bộ phận của đại đội 10 nơi chúng tôi tới được đưa ra chốt trên đường từ Phung Ta Công Ground ra ngoài Phung Cốc Túi. Chốt lẻ này gồm một B của đại đội 10, một khẩu đội cối 60 và một khẩu đội Nga Ly 8. Cách bờ hồ, thực ra phải gọi nó là cái D mới đúng vì nó cao tới vài mét. Đất đào hồ đưa lên đắp thành nó theo hai cạnh của hồ. Nơi đây có cây gáo rất to và đang một quả chín. Lũ rơi quả cứ chiều chiều lại bay tới ăn quả. Con nào cũng rất to. Anh em người thì gọi là rơi quả, người thì bảo là con rốc. Họ hàng nhà rơi nhưng chuyên ăn hoa quả. Chúng tôi mặc kệ bọn này không thèm bắn. Như hồi còn trên núi chắc là chúng sẽ chết không ít. Nhưng ở đây tôm cá đầy rẫy. Tụi rơi hôi hám được thoát chết vì không ai thèm ăn. Từ lần tập kích đầu tiên vào chỗ chúng tôi, lần lượt khắp chốt, hướng nào cũng bị chúng tập kích. Kiểu như vậy, nhưng anh em mặc kệ, bắn chán rồi rút. Chúng ông biết thừa ý đồ thăm dò của tụi mày. Một vài thằng không đẹp chấp. Các khẩu đội hỏa lực đều đã chấm xong tọa độ, sẵn sàng khi nổ súng ở bất kỳ hướng nào. Riêng khẩu cối 120 và khẩu DK-75 còn chấm thêm các điểm xung quanh của cái chốt lẻ kia, vì nó nằm ngoài tầm của khối 82. Sau vài ngày liên tiếp bị các nhóm nhỏ của lính Pốt tập kích quấy nhiễu, đơn vị tổ chức các tổ phục kích với quy mô cấp trung đội ra các hướng để đánh bọn này. Thật lạ, mỗi khi các tổ phục như vậy lên đường là hôm đó bọn Pốt không có tới tập kích. Ban chỉ huy tiểu đoàn phát hiện ra nguyên nhân lý do tại sao lại như vậy. Do đồng trảng trống rộng, tụi Pốt đặt đài quan sát từ xa theo dõi động tĩnh của lính ta. Theo lệ, cứ sáng ăn cơm sáng xong, các tổ phục mới lên đường và đã bị chúng phát hiện. Vậy là chúng tôi được lệnh ăn tối xong, trời nhá nhem mới tiến hành lên đường. Không ngoài dự đoán, nhóm lính Pốt đầu tiên đã rơi vào trận địa mai phục và bị diệt gọn. Vẫn bài như vậy, thêm mấy nhóm nữa dính đòn ở các hướng khác nhau. Vào một tối, bộ phận gồm trinh sát và đại đội 9 tổ chức đi phục ở hướng đông của Phum lên đường. Thật bất ngờ, chỉ sau chừng một tiếng, phân đội này đã quay về. Họ đã phát hiện rất đông lính Pốt đang tập trung cách Phum chừng 2 cây số. Lập tức tin này được báo cáo lên ban chỉ huy tiểu đoàn. Lệnh báo động được phát ra, toàn đơn vị vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Do khẩu đội DK-82 ở hướng đông bắc, lúc này chỉ còn anh Xuất, Thành, Luân, Tiến xạ thủ số 1 đang sốt, và Hải lại được cử đi học ngoài trung đoàn, nên chú Chi cử một người ở khẩu đội DK-75 sang tăng cường cho họ. Để em đi, ở đây có thằng Thế, thằng Dũng, rồi cộng thêm cái lợi thế ở trên cao và nhiều mìn gài, lại thêm bãi trông tre, trông sắt dày đặc, chắc là ổn thôi. Nói với chú Chi như vậy, rồi tôi đeo ba xe đạn cùng mấy trái lựu đạn và cây AK gấp rút
chạy sang với khẩu đội 82. Tôi nhớ rất rõ và chính xác, hôm nay là ngày 30 tháng 4, vì buổi chiều chúng tôi được nhận nhu yếu phẩm cho ngày lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Sang tới nơi, mọi người đã vào vị trí chiến đấu. Thằng Tiến đã ở bên kia khẩu DK82 được nạp sẵn đạn. Mày để tao, tôi bảo nó. Không, mày ra cạnh đi. Tao không sao, vẫn chơi được. Nó đuổi tôi ra. Thôi đành vậy, ở đây nó là chủ mà. Các công crowd bây giờ vẫn đang là mùa khô. Trong lúc chờ địch, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, không một gợn mây. Hàng triệu ngôi sao nhấp nháy, nhất là chòm sao tua rua rực sáng. Chòm sao này cánh lính tráng của chúng tôi vẫn dựa vào để căn giờ đổi gác. Chẳng biết hôm nay là bao nhiêu âm mà ở trên trời chỉ có sao, không thấy trăng đâu cả. Nhìn chòm sao chắc cũng chừng 9-10 giờ gì đó. Tụi Post định chơi vào ngày lễ đây. Chúng có lẽ nghĩ ngày lễ của chúng tôi sẽ mất cảnh giác, lơ là chủ quan. Và đêm nay trời tối đen như mực, rất thuận lợi cho chúng tiếp cận. Đang suy nghĩ. Bùng binh, bùng binh. Hàng loạt tiếng nổ của đạn B, đạn AK, đạn RBD vang lên dồn dập ở hướng đông nam, hướng của đại đội 9. Rồi mấy khẩu cối 60 của chúng cũng từ xa bắn vào. Bây giờ tới phía đông ghé bắc của chúng tôi. Từ bìa rừng cách chiến hào khoảng 200 mét, bọn xạ thủ B và RBD bắt đầu nã đạn. Và tuyến phòng ngự vẫn im ắng. Bên trong phum chỉ có mấy khẩu cối thép của ta bắn trả. Sau 30 phút, chợt phía trước mặt khẩu 12-8 của địch im lặng. Từ đầu tới giờ, bắt đầu nã những loạt đạn dài về phía chúng tôi. Lửa đầu nòng của nó cứ từng đợt lóe lên. Bùng, rét, ầm. Thằng Tiến đã nhắm vào khẩu 12-8 của địch. Trái đạn DK nổ tạo ra một cuồng lửa nơi khẩu 12-8. Thật bất ngờ, trái đạn của thằng Tiến vừa phóng đi, khẩu DK82 lộ vị trí. Ngay lập tức, một trái B40 ở cự ly rất gần đã lao thẳng vào và phát nổ, tạo ra một cuồng lửa màu da cam trúng ngay khẩu DK. Khẩu đội 12-8 cách đó không xa cũng bị tương tự khi vừa phát hỏa. Bọn này nham hiểm thật, lợi dụng trời tối đen, chúng cho quân áp sát, nhưng nằm im không nổ súng, rồi để tụi ở xa làm mồi nhử cho mấy khẩu hỏa lực của ta bắn lộ vị trí. Sau đó bọn ở gần mới dùng B40 triệt hạ. Sau khi hạ gục được hai khẩu hỏa lực này, đồng loạt nổ súng xung phong. Sau đó bọn ở ngoài bìa rừng nhanh chóng tiến vào tiếp ứng. Quả thật đây là lần đầu tiên chúng tôi mới gặp kiểu đánh như vậy. Chỉ trong vòng vài phút mất luôn khẩu DK và khẩu 12-8. Nhưng không nào núng, những tiếng điểm xạ của AK vẫn vang lên. Những trái mìn vướng đã bắt đầu phát nổ, xen vào tiếng nổ của lựu đạn. Mặc cho mìn lựu đạn nổ, mặc cho bãi trông tre, hết đợt này thì bị chúng tôi quét ngã tới lớp khác, lao lên. Tiếng chô chô ầm ĩ khắp trận địa. Trong ánh chớp của đạn nổ, có thằng đã vào gần, cách hào chỉ vài mét. Chẳng cần ngắm, tôi điểm xạ hai viên đạn vào thằng này, làm nó gục tại chỗ. Cứ như vậy, chỉ với trái lựu đạn và AK, chúng tôi đã đánh bật bọn chúng ra rất nhiều lần. Có những lúc, tưởng chừng bọn chúng sắp nhảy vào được chiến hào của ta, thì lại bị hất ra. Lựu đạn đã hết, tôi đã phải thay tới băng đạn AK thứ ba. Trong lúc di chuyển sau khi bắn, tôi đã kịp ra chỗ khẩu DK82. Trời tối quá, không nhìn thấy gì, chỉ đưa tay ra khua khua để tìm thằng Tiến. Nó đây rồi. Chân tôi đá vào người nó và tay sờ tới vai. Nó đang ngồi tựa lưng vào hào. Tiến, Tiến, mày có sao không? Nó vẫn im lặng. Lay vai nó. Mày sao rồi? Vẫn không thấy trả lời. Tay dò dẫm trên vai. Ôi trời ơi, đầu nó đã không còn. Tay tôi ướt nhòe. Thôi rồi, nó đã hy sinh vì trái đạn B40 đó. Chẳng kịp làm gì hơn vì bọn Post đã lại lao lên. Tôi quay ra điểm xạ và di chuyển ra chỗ khác. Mấy anh em tôi vẫn bám chiến hào, hất chúng lùi ra. Lúc này
anh em đại đội bộ đại đội 12 cũng vừa xuống chi viện cho chúng tôi. Chợt phía bên phải, nơi trung đội trinh sát nhô lên cao hơn chúng tôi một chút, hai khẩu RBD cùng lúc phát hỏa. Hai làn đạn bắn tạt sườn, phạt vào làm bọn Pốt câm lặng. Và làn đạn của khẩu đại liên bên cánh phải của đại đội 9 chéo sang, kẹp vào giữa hai làn đạn chéo cánh xẻ này. Tụi Pốt chết lặng và dồn vào khu có mấy ngôi mộ, cách chúng tôi 50 mét để tránh đạn. Bây giờ tôi mới nhận ra, đạn cối 82 và 120 đã tạo ra một hàng rào lửa dọc theo bìa rừng, cách chiến hào 200 mét, và đạn cối 60 đang nổ từ trong dần ra ngoài, tập trung vào khu mộ. Được sự chi viện của tuyến sau, chúng tôi đã hất được bọn Pốt ra xa chiến hào, không thể trụ lại được trước những trái đạn cối 60 nổ giang hàng, chỉ cách hào vài chục mét và hai làn đạn chéo cánh xẻ từ đại đội 9 và trung đội trinh sát. Bọn quân Pốt đã lùi dần ra ngoài và tìm cách tháo lui. Trăng đã mọc, ánh sáng soi rõ bọn Pốt, từng tốp 5-6 tên tháo chạy về phía bìa rừng. Những trái đạn của hai khẩu cối 82 và khẩu cối 120 đã tạo ra một bức tường cản chống nạn trong khoảng cách 150 mét của tràng cỏ tranh bằng phẳng. Đạn cối phát huy tối đa uy lực của nó, phạt ngã tụi này như phát cỏ. Tôi ra nơi khẩu DK-82, thằng Tiến đã được đưa về phía sau, kiểm tra lại khẩu súng, cò chính đã bị hỏng vì đạn trái B-40, nhưng cò phụ vẫn hoạt động tốt. Và khẩu DK còn sử dụng mà tôi lại quen dùng cò phụ, vừa nhanh vừa ít có ảnh hưởng tới tốc độ chính xác của đường đạn so với dùng cò chính. Nạp nhanh đạn trái rồi dê nòng về phía những cái bóng áo đen đang nổi rõ trên nền cỏ xanh. Tôi siết cò. Cứ như vậy, bắn liền mấy trái, những thân người đen đúa bị hất tung lên trước sức công phá của đạn. Tràng cỏ tranh giờ đây trở thành một tử địa của đám lính Pốt. Đạn cối 60 cứ trần đi trần lại, cái diện tích bị giới hạn bởi một đầu là B trinh sát, đầu kia là đại đội 9. Phía trong là chiến hào, phía ngoài là bìa rừng đã được cối 60 và 120 chặn lại. Bắn về phun bây giờ chỉ còn cối 60 và cối 82 của bọn Pốt từ cánh rừng ở phía đông. Trong khi cối 60 của ta vẫn bắn vào tràng cỏ tranh, thì bây giờ hai khẩu cối 82 cùng khẩu cối 120 chuyển làn bắn truy đuổi bọn bên ngoài đang rút chạy. Vậy là cái bẫy của chúng tôi do ban chỉ huy tiểu đoàn cùng các cán bộ đại đội nghiên cứu lên kế hoạch đã sập xuống mỹ mãn. Sau này tôi mới biết rõ chi tiết đó là ngay từ khi anh Hùng Mèo, tiểu đoàn trưởng, cho 2B của đại đội 9 cùng B trinh sát dâng lên, tạo ra hai gọng kìm đánh vào hai bên sườn địch, nhưng chỉ được nổ súng khi có lệnh. Hai khẩu cối 82 và khẩu cối 120 cũng vậy, được giấu không bắn ngay từ đầu, mà chờ tới khi toàn bộ lực lượng của địch lộ diện tiến vào tràng cỏ tranh, hòng xuyên thủng đoạn hào của khẩu DK và khẩu 12-8. Lúc này, anh Hùng mới lệnh cho ba khẩu này bắn cấp tập vào bọn Pốt đang ở trước mặt đại đội 9, làm giảm áp lực của địch tại đây, để một trung đội của đại đội 9 cùng khẩu đại liên quay sang bắn vào sườn bọn bên này. Cùng lúc, trung đội trinh sát cũng bắn xuyên sang, sau đó chuyển hướng bắn chặn đường rút của bọn địch đang trong tràng tranh. Đồng thời, toàn bộ cối 60 của đại đội 9, đại đội 10 và 11 tập trung giải đạn từ sát chiến hào, giải dần ra ngoài cho tới mép rừng bên kia tràng. Cứ thế vài lượt. Khi địch bắt đầu đánh vào phum, một bộ phận được rút ra từ đại đội 10 và 11 cùng đại đội bộ đại đội 12 đã chuẩn bị sẵn sàng tạo nên tuyến phòng thủ thứ hai trong trường hợp địch chưa bộc lộ hết lực lượng mà tuyến ngoài đã bị thủng. Bộ phận này tiến ra chi viện cho chúng tôi cũng đồng nghĩa là cái bẫy bắt đầu sập xuống, khóa chặt bọn Pốt và cái tràng cỏ tranh kia trở thành nơi tử địa của chúng. Khoảng 2 giờ đêm, trận địa hoàn toàn im tiếng súng. Chúng tôi vẫn bám ngoài chiến hào, không ai ngủ. Việc Tiến hy sinh và khẩu DK hư hỏng nhẹ, anh Xuất đã báo cáo lên đại đội. Khẩu đội không ai bị thương. Bên khẩu đội 12-8, ngoài Tuấn hy sinh,
có thêm 2 người bị thương. Tại đội 9 không có ai hy sinh, nhưng số bị thương càng nặng và nhẹ, mất 6 người. Trong đó Thục Đen, trung đội trưởng, đồng hương của tôi, suýt nữa bị thui vì lửa phụt hậu của quả B-40. May mà chỉ mất bộ tóc, nên nhìn đã đen, nay lại càng đen hơn. Ngồi bên khẩu DK, đêm hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng soi rọi khắp nơi. Yến ơi, cho tao xin lỗi. Đã có lúc tao có chút coi thường mày khi trên núi Mê Lai, thấy mày không hề bắn một viên đạn nào, để cho bọn cối 82 của Pốt thả sức tung hoành, rót những trái đạn xuống đầu anh em. Giờ thì tao mới hiểu, đó là mày không phải vì nhút nhát, mà do mày chấp hành nghiêm lệnh của chú Chi nên không dám bắn. Chẳng như tao, ngang ngạnh, ương bướng, bất chấp tất cả để làm theo ý mình. Tôi cảm thấy nó như vẫn ngồi ở đây, bên cạnh tôi. Máu, tóc của nó vẫn còn hiện diện trên tay tôi, trên má tôi, khi tôi áp mặt vào tân súng ngắm bắn bọn Pốt ở ngoài trạm. Đêm ngày 30 tháng 4, rạng sáng ngày 1 tháng 5 năm 1981, sẽ khắc ghi trong lòng tôi, không bao giờ phai mờ. Bùng bình, trái đạn B-40 phát nổ, quần lửa da cam lóa mắt tôi, đất cát, mảnh thép bay rản rạt. Tâm điểm chính là chỗ bạn tôi. Trong đêm đen, tiếng tôi gọi nhỏ. Tiến, Tiến ơi, có sao không bạn? Mày có sao không? Tiến, Tiến ơi. Và tay tôi run run của quạng. Đôi vai đây sao chẳng thấy đầu. Đã chai sạn vì chiến trường khốc liệt. Nước mắt đâu còn để khóc bạn thân. Trong ánh chớp lửa đạn của trận chiến, bóng thằng Miên hiện rõ kề bên. Chẳng cần ngắm, tôi liền điểm xạ. Mạng của mày phải để lại cho tao. Bạn yêu ơi, hãy yên ngủ nhé. Trận đánh này còn có chúng tôi. Khẩu DK lại đĩnh đạc nhả đạn, chút hờn căm bão lửa xuống đầu thủ. Nếu sau này còn sống trở lại, đất vải Thanh Hà gặp lại bạn yêu. Trong niềm vui chiến thắng của toàn đơn vị, bọn Pol Pot đã bỏ xác trong cái tràng cỏ tranh kia gần 60 tên. Có tên nằm vắt ngang trên bờ chiến hào, tên nằm trước khẩu DK chỉ vài mét. Chúng cũng bỏ lại trước mặt đại đội 9 hơn chục cái xác. Đơn vị thu được rất nhiều súng đạn. Trận đánh này của tiểu đoàn 3, trung đoàn 2 công an vũ trang chúng tôi đã được ghi lại trong quân sử của sư đoàn 5. Nhưng rất tiếc, không hiểu lý do người ghi lại hay vì lý do con số địch bị tiêu diệt lại ghi lộn là 17 thay vì 71. Thiệt hại của ta chỉ là hy sinh 2, bị thương gần 10 người. Có lẽ buồn nhất không phải là tôi, mà là thằng Tài. Nó và thằng Tiến chơi thân với nhau từ bé, cùng học chung, cùng nhập ngũ một ngày. Tôi an ủi nó trong hai thằng nó và tao trong trận này, mày sẽ mất một. Tao đã giành vị trí, nhưng nó cương quyết không nghe. Thôi, mày đừng buồn nữa, đó là số phận. Sau trận tua đau này, không biết do thiệt hại nặng hay là chúng đã nhận ra lối đánh của chúng tôi quá quen thuộc với chúng, khi cả hai bên đấu súng với nhau trong cả Mê Lai rất nhiều, mà sau đó, suốt cả năm 81, không một lần nào chúng dám bén mảng tới Ta Công Cờ Đao nữa. Phun Ta Công Cờ Đao trở thành một vùng bình yên, tới mức chúng tôi đi săn bắn chim thú xa phum vài cây số vẫn hoàn toàn không lo lắng. Sau một tuần ở lại bên khẩu đội DK82, thằng Hải trở về, thằng Thế được điều sang. Tôi lại về với khẩu DK75 quen thuộc của mình. Quân số của khẩu đội bây giờ còn 4 người, nhưng chú Chi lại về ở cùng nữa. Thế là hai anh em tôi lại có những đêm thức trắng để uống chè làm thơ. Mùa này sen trong hồ cửa ngôi chùa đã bắt đầu nở. Chú Chi khoái những ngón nghề và sự hiểu biết về trà tàu của tôi lắm. Chẳng là khi còn ở nhà, sáng sớm mỗi ngày tôi đều đun nước pha trà cho ông tôi, nên được ông truyền lại những bí quyết từ cách lấy loại nước nào để đun, đun nước bằng loại củi nào, cách giở ấm chén ra sao và cách rót nước ở trong bình ra chén thế nào
cho chè không mất hương thơm. Vậy là buổi chiều xuống, hai anh em mang chè ra hồ và thả vào trong những bông hoa, rồi buộc túm lại. Sáng sớm hôm sau, mang ca ra lấy những giọt sương đọng trên lá sen, mà phải là chiếc ca bằng inox của Mỹ được mang về. Chè những thanh tre đã phơi khô, rồi ngâm nước ít ngày, mang phơi khô lại để làm củi đun. Chú Chi lắc đầu bảo tôi, ta không ngờ uống trà cũng cầu kỳ đến vậy. Chưa đâu anh, hết bài của em á, thì Tết này chưa ăn thua. Đã 5 tháng rồi, mà trời vẫn nắng như đột lửa. Cái hồ nhỏ nơi 5 anh em chúng tôi ở, nước đã cạn gần hết. Lội xuống, nước chỉ còn ngang ống chân. Lũ cá trong hồ quậy làm nước đục ngầu. Ban đầu tôi còn giữ, không cho bất cứ ai xuống mò bắt cá, với lý do để giữ nước cho trong mà ăn. Nước trong ở cái hồ sen kia vẫn còn nhiều, có chỗ còn ngập đầu, nhưng đi lấy thì xa, nên tôi kiên quyết không cho đứa nào xuống quậy đục để bắt cá. Bây giờ phải chịu thua vì lũ cá tự quậy. Thằng Dũng xuống đào một cái hố sâu chừng 1 mét ngay ở mép nước để cho nước ngấm vào, rồi múc để nấu ăn. Một bữa, đám lính tráng tụi tôi kéo nhau ra cái hồ sen kia để tắm. Cả lũ bơi lội chán chê, với cái trò đuổi nhau dưới nước. Bỗng một đứa bị đuổi, nó lặn chạy trốn vào sát bờ. Khi ngóc đầu lên, nó giơ lên một cái nồi rất to. Đám đuổi nhau giải tán, xúm vào lôi cái vật to đùng kia lên bờ. Té ra là cái nồi đồng. Tôi nhìn nó rất dị dạng, chưa bao giờ thấy kiểu nồi như vậy. Cái đít lại lồi lên, chứ không bằng phẳng như những cái mà tôi đã gặp. Trên miệng lại thu nhỏ vào. Nó cao khoảng 70-80cm và đường kính gần 1 mét. Một thằng tôi không nhớ tên ở đại đội 10 la lên, nồi nấu rượu tụi mày ạ. Xuống mỏ tiếp quanh đấy thì nào cũng còn nắp và con rùa nữa. Thằng này là dân Trương Xá, chuyên nấu rượu, nên nhìn cái là nó biết ngay. Vậy là cả đám lại lặn ngụp để xuống mò. Và đúng như lời nó nói, tất cả được mò lên đầy đủ. Cả đám bàn nhau, tạm thời cứ để nó nằm đây và cùng giữ bí mật. Mấy hôm nữa sẽ ra ngoài dân ở vùng Cốp Túi hay vùng Đông A Ranh mua men về ủ cơm để nấu rượu. Nói ra sớm không chừng bị đơn vị tịch thu mất. Ít nhất cũng phải nấu vài nồi rượu đã. Vậy là sau đó vài hôm, cái nồi bắt đầu được lên bếp ngồi. Ban đầu chỉ có mấy nhóm đi tắm hôm đó nấu. Dần dần lan ra khắp tiểu đoàn. Nhóm này nấu chưa xong, đã có nhóm khác ngồi chờ để lấy nồi. Quanh năm suốt tháng, chẳng bao giờ thấy nó nguội cả. Chúng tôi có cả một kho gạo ở trong chùa mấy trăm tấn. Bộ phận nào ăn hết gạo lại tự lên kho khiêng vác về. Muốn vác bao nhiêu mặc sức, gạo đạn để ở đó, thiếu đạn thì cũng vậy, cứ lên lấy về dùng đủ thì thôi. Mà thời gian này, ngoài số tiền phụ cấp hàng tháng bằng tiền Việt, lại có thêm 10 hay 15 đồng tiền riêng của ca. Bây giờ tôi không nhớ rõ nữa. Tiền Việt bọn tôi không để ý tới, chỉ nhắm vào khoản tiền ca kia, vì tiền Việt đem ra ngoài đó không xài được. Thôi kệ, cho quản lý giữ hộ. Tiền ria đi mua men và thuốc lá. Sẵn cá, sẵn thú rồi, bây giờ có thêm rượu nữa. Thế là nhậu tối ngày, tới mức ban chỉ huy phải ra lệnh vòng ngoài nhậu buổi sáng tới trưa, vòng trong nhậu buổi tối. Các sếp thấy lính tráng từ trước đã khổ quá, nay cho anh em xả láng chút, nỡ lòng nào lại cấm đoán. Vậy là cái kho gạo kia chỉ chưa đầy 1 năm đã hao hụt gần 150 tấn, không có lý do. Và sau này, đơn vị tôi chỉ vin vào là chuột bọ nó ăn. Trung đoàn cũng có bắt được ai mang gạo đi bán đâu. Chúng tôi có họa thần kinh mới cõng ba lô gạo quốc bộ hơn 10 cây số để đi bán. Cũng may là sau trận đánh hôm 30 tháng 4, rạng sáng ngày 1 tháng 5, bọn bốt lặn mất tăm, không thấy thằng nào bén mảng tới. Các tổ trinh sát đi thăm dò rất nhiều và đi ra ngoài cũng không thấy có dấu vết của bọn chúng.
Trong những lần đi này, người của trung đội cối 82 và DK đều đi theo để thực địa chấm tọa độ sẵn cho việc chiến đấu sau này. Lần đi về hướng Tây Bắc, chúng tôi lội qua những con suối cạn mà nước chỉ có tới tầm đầu gối. Trời ơi, sao mà nhiều cá đến thế? Bị động, chúng lao chạy lung tung. Nhiều con lao cả lên bờ, chúng phóng vào ống chân đầu điếng. Được rồi, tụi mày chờ đây. Ngày mai sẽ đón tụi mày về. Mấy thằng trinh sát nói muốn đi tới đây để bắt phải chia đôi số ca bắt được, thì chúng nó mới cử người dẫn đi. Tôi bảo, chúng mày coi thường anh em quá đấy. Mày có tin ngày mai tao nhắm mắt cũng dẫn mọi người ra đây không? Mà ra đúng chỗ này luôn, đâu cần tới chúng mày. Quả thật là tôi cũng chẳng giỏi giang gì đâu. Nhưng tôi để ý hướng đi lúc ban đầu. Đi bao xa là ở. Đi bao xa là đổi hướng, đổi bao nhiêu độ vậy tôi. Khi về thì đi ngược lại. Tôi vẫn thường làm khi về nhà, ngồi vẽ lại trên giấy hành trình của mình, rồi đo khoảng cách theo đường thẳng, là cũng tương đối vị trí chính xác tác chiến cần bắn về phía đó. Ngày sáng hôm sau, ba khẩu đội DK, mỗi chỗ hai người, dù thêm mấy đứa bên đại đội 10 nữa, chúng tôi lên đường với đầy đủ súng đạn, có B-40 và RBD kèm theo, mấy cái màn tuyên và cái thau nhôm. Vì đã nhớ đường lên, chả mấy chúng tôi đã tới khu vực có mấy nhánh quậy. Có mấy nhánh suối cạn hôm qua. Phân công bốn đứa gác bốn phía song xuôi. Rồi căng mấy cái màn tuyên từ bờ bên này sang bờ bên kia để hứng cá. Thằng này kinh nghiệm thật. Đáp xong, nó nói ba đứa ở đây bắt cá, còn ba đứa nó lên đoạn phía trên vài chục mét, giả bộ, lấy chậu tát nước ầm ầm. Một cá thấy động, đua nhau chạy về phía cái bờ mới được đắp kia, gặp bờ chắn đắp ngang. Thế là cá nhảy lên, hòng vượt bờ, chui hết vào mấy cái màn cài sẵn. Ban đầu còn bắt cá nhỏ, sau thấy nhiều quá. Tôi bảo đổ cả cá trong bao, ra lượn bắt cá to thôi. Toàn cá lóc, con nào to hơn cổ tay mới bắt, con nhỏ thì thả. Nhét đầy 5 bao cá, cứ 2 người 1 bao khinh bề. Chủ trì tuyên bố ai ở nhà làm cá. Thằng Dũng thấy cá nhiều, vừa làm vừa lẩm bẩm. Lần sau để đó đi bắt. Ở nhà ngồi mổ cá, gù cả lưng. Tôi bảo tranh thủ trời nắng, mổ ít xem để phơi khô dành mùa mưa còn có cái ăn. Trong mấy ngày liền, anh em bọn tôi đi bắt cá, về xẻ ra phơi cũng được gần một tạ. Ăn cá mãi cũng chán, tôi rủ thằng Thông xách xô đi bắt ốc và cua để đổi món. Hai anh em bắt cá, cua và ốc, chừng lưng xô để quay về, thì có người gọi tôi. Chỉ đám rau mùng tơi gần đó hái về nấu canh cua anh ơi. Hái gần đủ rau để nấu, chợt có mùi hôi thối xộc vào mũi. Con gì chết hay sao mà có mùi khăn khặt. Thằng Dông la lên, xác người anh ơi. Bước về chỗ nó đang đứng. Nó vừa bịt mũi vừa đưa tay chỉ. Dưới tấm tôn sắt, dây leo đã phủ kín. Bên trên là một cái hố. Đất sụt xuống để lộ ra thi hài đã phân hủy gần hết. Dứt hết đám dây leo, hai anh em lật tấm tôn lên. Mùi hôi thối bốc lên càng dữ. Nhìn vào hố, đất lấp trên bề mặt. Đất lấp bên trên đã tụt xuống để lộ ra. Theo như tôi nhìn, thì ít nhất phải có hai thi thể vì thấy hai cái đầu. Phần lưng bị nổi lên. Bên dưới còn nữa hay không thì chịu. Hai cái xác này chắc lúc bị vùi xuống đang cởi trần vì không thấy vải áo. Xương lộ ra, cũng chẳng biết là thi hài của quân ta hay bọn lính Pốt nữa. Vùng này không có dân ở. Tôi đoán là đã vùi xuống cỡ một năm, căn cứ theo mức độ phân hủy.
Thôi, ta hay pốt thì cũng về lấy cái xẻng ra xúc đất, lấp lại cho khỏi thối. Bà giao cái xô cua, ốc và rau cho thằng Dũng. Hai anh em vác xẻng ra lấp đất đầy vào cái hố, rồi đậy tấm tôn lại như cũ. Thật tình bây giờ, tôi vẫn còn nhớ vị trí cái hố đó. Nó nằm trên trục đông bắc tây nam. Nếu lấy cây gáo nơi bờ hồ làm chuẩn, với khẩu DK82 phía đông bắc, các điểm với trục này và trục bắc nam. Khi đứng tại cây diệp lần đầu tiên, chỗ khẩu 75 của tôi ở lúc đầu. Xong xuôi, hai anh em ra về. Cường trưa nay được món ăn canh cá nấu mùng tơi và ốc xào thì hỡi ơi. Thằng Dũng bê cái nồi canh mùng tơi nấu ốc ra. Tôi trợn mắt nhìn cái nồi. Từ bé tới giờ tôi mới được cái món canh mà cầm cái muôi nhấc lên đổ xuống chắc phải 5 phút cũng chưa hết lòng thong nước canh chảy xuống. Sao mày lại đi đâu thế này? Mày không biết ốc đã nhớt rồi mùng tơi cũng càng nhớt sao? Bốn anh em tròn mắt nhìn nó. Còn nó thủng thẳng. Quê tao nấu vậy đấy. Tôi, quê mày nấu vậy thì mày ăn hết đi. Tao không ăn đâu. Thằng Minh nhanh nhậu. Chờ chút, em đi nướng con khô. Cuối mùa khô, lũ thú rừng ở cánh rừng phía tây, phía nam của Phum kéo về đây càng ngày càng nhiều. Có lẽ các nguồn nước trong đó đã cạn hết. Chúng đi tìm nước uống. Đêm nào cũng có vài ba trái mìn trong bãi mìn phòng ngự của chúng tôi phát nổ do chúng đi vướng vào. Vậy là sáng ra, chúng tôi lại có thịt thú để ăn. Nhiều nhất là heo rừng, rồi đến những con mễn, miền Bắc gọi là con hoãng. Có đêm, trái cối 120 phát nổ ở cánh rừng phía đông của Phum. Anh em ra khiêng về 13 con heo, rồi mà vẫn chưa hết. Tiếng heo bị thương kêu vang rừng. Ăn thịt heo mãi và nhiều quá cũng chán. Cá cũng vậy, nước cạn, cá như nằm trong chậu. Cả đơn vị nhìn vào chỗ nào cũng thấy cá phơi, thịt khô để dành cho những ngày mưa sắp tới. Chẳng bù cho những ngày ở trong Camelai ăn cơm muối quẹt. Lâu lâu mới có ít bèo tây bên ngoài cười vào làm rau, phải chia nhau từng cọng một. Bây giờ tới bếp ăn nào cũng lại thịt, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Cả con heo rừng chỉ được mỗi cái mảng thịt ở cổ nó. Tôi nghe anh em gọi là cái thịt lõng cổ là được hoan nghênh vì nó giống như mỡ, ăn không ngán. Thứ mà bọn tôi bây giờ đi săn lùng là lươn, cua và ốc. Thì thoảng lại có con mễn dính mìn để đổi món. Ăn uống đầy đủ nên đám lính tráng, thằng nào cũng hồng hào, béo tốt. Hầu như trong đơn vị không còn ai sốt rét nữa. Nhất là tụi pốt thì lặng mất tăm. Cứ như thể là chúng không có ở trên đời này. Nếu thỉnh thoảng không có những tiếng nổ từ ở hướng Tây, hướng Đông Nam vọng lại, nhắc chúng tôi phải cảnh giác với chúng. Chúng càng im lặng, sự cảnh giác của chúng tôi càng cao. Những vọng gác tiền tiêu ban ngày và những ca gác ban đêm vẫn luôn được duy trì nghiêm ngặt. Một buổi sáng, ba anh em tôi, thằng Thông, thằng Minh, nhận lệnh đi theo con đường mòn về phía nam hướng cây điệp độc lập. Đi tuần con đường này xem có dấu hiệu nào của bọn pốt để lại không. Chúng tôi đi hết khoảng tràng cỏ tranh rộng hơn 2 km và tiến vào khu rừng thưa ở trước mặt. Hoàn toàn không có dấu hiệu nào thể hiện bọn pốt hiện diện ở đây. Đã hết thời gian nhiệm vụ được giao, cả ba chúng tôi quay về. Trên đường về gần tới cây điệp kia, chợt giật mình vì phía sau có tiếng AK. Theo phản xạ, tôi lăn người ra đất thì nghe thấy thằng Minh la lớn là chạy đi. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy nó từ phía sau vọt chạy qua. Mở nhanh khóa súng, tôi hơi nhỏ dậy trong tư thế bắn. Không có tiếng đạn nào nữa. Quái lạ, sao nó hốt hoảng thế kia? Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Đảo mắt nhìn quanh, tôi đã phát hiện một con rắn đang bạnh cổ lao về phía chúng tôi. Trời, nó to quá. Nhằm vào con rắn, tôi điểm xạ mấy loạt, toàn trượt. Nó vẫn lao về phía tôi. Cái đầu cất cao hơn mặt đất phải tầm 1,5 m. Chạy là tượng sách, vì nó chỉ còn cách có vài mét nữa thôi. Vậy là tôi co giò phóng chạy theo hai thằng em. Quả thật,
cái đầu nó cất cao ngang ngực, vừa chạy vừa quay lại nhả đạn vào nó, vẫn trượt và nó vẫn đuổi theo. Cứ như vậy, ba thằng cắm cổ chạy một mạch về tới chiến hào rồi nằm vật ra, mồm mũi chay nhau thở. Ai hỏi cũng mặc kệ, không trả lời được vì còn phải thở. Mọi người xúm lại ngạc nhiên trước cảnh ba anh em tôi vừa chạy vừa quay lại bắn, mà phía sau chúng tôi chẳng có một ai. Không phải gặp địch, trong nhóm có tôi. Nếu gặp bọn bốt thì chí ít tôi cũng nằm lại để đánh, chứ không chạy tới mức thở không ra hơi thế kia. Hay là mấy thằng này gặp ma rồi, chạy như ma đuổi. Rắn nó đuổi. Bây giờ tôi mới thốt ra được mấy câu. Thằng Đồng, lính 80 của đại đội 10, mà chúng tôi vẫn gọi là thằng Đồng thủ tướng. Về thằng này trùng cả họ lẫn tên với thủ tướng Phạm Văn Đồng. Vội nói, nó ở đâu, để em ra bắt cho. Nó to lắm, cái đầu nó cất cao ngang ngực tao. Ngoài đó đó. Tôi chỉ tay ra ngoài cây điệp. Thằng này có biệt tài bắt rắn mà tôi đã chứng kiến. Con hổ mang cất cao đầu mà nó dám đưa cây vỗ vỗ rồi đè rắn xuống đầu, tóm cổ. Biết rõ trong hang có rắn độc mà nó cứ thọc tay vào lôi cổ con rắn ra. Mấy đứa nói nó có bùa ngải hay thuốc gì đó mà tôi không tin, vì có lần mấy em vừa đi tắm về gặp rắn nó vẫn bắt bình thường. Nếu là thuốc thì tắm phải trôi hết chứ sao còn. Con rắn độc ở trong tay nó cứ như con vật hiền lành, chẳng sao hiểu được. Có hỏi thì nó chỉ cười và bảo mọi người đừng tới vậy mà bắt chước, nguy hiểm lắm. Nó và thằng Dũng xách súng quay ra tìm con rắn. Lúc này thằng Minh mới kể lại. Em thấy nó đang nằm phơi nắng, muốn bắn chết mang về làm thịt. Lần trước ăn thịt con chăn ngon quá, vậy là không nói với ai, nó chĩa súng bắn luôn làm con rắn bị thương. Thấy con rắn vùng lên lao về phía mình, hoảng quá nó la chạy rồi cắm đầu. Vậy là ba anh em bị một phen chạy muốn tụt quần. Nghĩ lại bật cười, đánh bao nhiêu trận với bốt chưa bao giờ tôi phải chạy mà lại chạy thê thảm nữa chứ. Bây giờ bị một con rắn đuổi vắt chân lên cổ mà chạy, hồn vía bay đầu mất, bắn mãi mà không trúng. Nó dài bao nhiêu mét cũng không biết, chỉ biết mỗi cái đầu với cái phần thân nó cất lên khỏi mặt đất nữa chứ. Hai thằng đi tìm rắn cũng về tay không. Chúng chỉ thấy vệt máu do con rắn bị thương để lại kéo dài vào cánh rừng phía tây rồi mất dấu. A Công Cửa Lao bắt đầu đón những cơn mưa đầu mùa. Đơn vị được nhận lớp tân binh bổ sung năm 1981. Trung đội DK được bổ sung một người, đó là Thạnh, quê Thuận Hải. Đa số là tân binh, đợt này được chia về cho đại đội 11. Đơn vị tổn thất nhiều trong chuyến hành quân về đây do chuyến xe bị dính trái mìn chống tăng. Thạnh được đưa về khẩu đội DK82 cùng với Luân, Nhật Tắc Kè và Hà Sùi. Khẩu DK75 của tôi lại bị ban chỉ huy đại đội 12 rút Minh Mập lên làm liên lạc. Có lẽ ba ông cán bộ đại đội không muốn xài liên lạc chung với nhau, nên dù đã có hai liên lạc là thằng Tài và thằng Kính vẫn lôi thêm thằng Minh lên để mỗi ông có một liên lạc. Tôi mặc kệ, khi nào phải hành quân chiến đấu tôi mới đòi người. Anh Suất bê phó cũng lên làm trợ lý tác chiến tiểu đoàn. Vậy là ba khẩu đội DK mỗi khẩu còn bốn người. Toàn bộ phun Ta Công Cửa Lao giờ đây đã ngập trong nước, chỉ còn ba nơi khô ráo nổi lên như ba hòn đảo. Đó là cái bờ hồ của đại đội 9, cái ngôi chùa làm kho gạo, đạn và cái bờ hồ chỗ tôi ở. Thế là mọi người phải làm nhà nổi để ngủ. Những căn nhà làm bằng gỗ ken xung quanh, rồi gác gỗ lên chống đạn cối được hình thành. Phía quay ra ngoài xếp mấy lớp cây chống đạn B. Nhà nào cũng có hai cửa thoát hiểm ra chiến hào. Mùa mưa ăn đồ khô mãi cũng chán, và đánh mình bắt cá cũng không được, vì cá loãng ra chẳng có mấy. Cũng chẳng biết ai nghĩ ra kiểu bẫy cá bằng cách. Buổi tối ăn cơm là rắc ít cơm ở trong nhà, bầy cá nhỏ vào ăn cơm, lũ cá lóc lớn vào bắt cá nhỏ. Sáng dậy, hai anh, mỗi anh một cửa ra vào
với tấm tre đan để chuẩn bị sẵn, chặn cửa ra, ngăn cho nó không chạy ra ngoài, rồi nhăm nhăm cây súng, nã đạn vào những con lớn. Buổi sáng, nhà nào cũng lục bục tiếng súng bắn cá, thế là lại có cá tươi ăn. Rỗi rãi, chẳng có việc gì làm ngoài việc ăn, đi kiếm đồ ăn và gác. Đặc thọ lính 80 người Củ Chi lại hay tới ngồi chơi. Thằng này chơi đàn guitar giỏi ngang với thằng Thành, mà lại hơn hẳn về nhạc lý. Nghe nói nó học ở trường âm nhạc quốc gia, nhưng bị kỷ luật. Thế là nó vào lính. Vậy là nó dạy đàn cho tôi và thằng Thông. Không có đàn, chả sao, tôi lấy mảnh gỗ, thùng đạn, rồi cắt cái bi đông nhôm thành những mảnh nhỏ, gài lên để chơi phím. Căng những sợi dây lõi điện thoại cho đủ 6 dây. Vậy là có cái cần đàn để học gam rồi. Học gam và chạy ngón trước. Thằng Thọ bảo tôi như vậy. Vậy là ngày nào cũng tập, mặc cho mưa bên ngoài. Hai anh em tôi vẫn miệt mài tập luyện. Những ngày mưa triền miên đã làm phum ngập ở trong nước. Muốn đi sang nhà bên cạnh là phải lội, có chỗ ngập trên đến gầu gối. Có nơi ngang hông. Dù đã có sẵn cá khô, thịt khô, nhưng chúng tôi vẫn cắm câu để câu cá. Vẫn đi bắt cua, bắt ốc để có đồ tươi ăn. Cả đơn vị đang trong một thời kỳ nghỉ dưỡng. Hầu như mọi hoạt động đều ngừng, ngoại trừ trinh sát là thường xuyên ra ngoài để kiểm tra, nắm bắt tình hình. Kỳ nghỉ dưỡng này thật hoàn hảo, nếu không xảy ra vài vụ việc đáng tiếc. Đầu tiên là đồng đội của đại đội 11 ra rìa ngoài của chiến hào bắt ốc. Mải mê bắt nên đã không để ý tới việc mình đã rời khỏi khu vực an toàn. Đi vào nơi có bãi mìn gài phòng thủ, bị nước ngập hết. Việc tất yếu xảy ra đã tới. Cậu ta vướng vào dây của trái mìn, được chế từ đạn cối 120. Trải qua bao trận đánh, không hy sinh. Vậy mà giờ đây lại ra đi vì một lý do lãng xẹt. Việc lấy thi hài ra khỏi bãi mìn đã khó, này lại càng khó hơn nhiều. Vì nước ngập trên đầu gối, đâu còn nhìn thấy trái mìn nào. Cuối cùng, sau nhiều giờ dò dẫm từng chút, anh em cũng đưa được đồng đội mình vào. Sau đó vài ngày, một cậu bên trung đội 3, đại đội 9, ngay sát bên khẩu đội DK của chúng tôi, thấy trời mưa nhiều nên đã mang lựu đạn ra bảo dưỡng. Trong quá trình lau chùi bảo dưỡng đã sơ suất, làm trái M67 nổ ngay ở trên tay. Vậy là chỉ vì những bất cẩn, chúng tôi đã mất đi hai người chỉ trong vài ngày. Vậy nhưng đã hết đâu. Cuối mùa mưa, một sự việc đau lòng hơn xảy ra. Thằng Tùng Điên, một nạn nhân của việc đó, sau này khi điều trị về, đã kể lại cho chúng tôi nghe. Hôm đó có một bộ phận của công binh sư đoàn 5 vào chuẩn bị cho chiến dịch C81. Khi hành quân và tới chốt lẻ của chúng tôi đã nghỉ lại đó. Nó cũng không biết ai đã tổ chức vụ đánh cá bằng mìn ở khúc suối ngay chốt. Chỉ biết rằng trái mìn đánh cá được chế bằng 3 trái B40 buộc lại. Sau khi ném xuống suối lần thứ hai, trái mìn không nổ và được vớt lên. Lúc này, rất đông anh em tụ tập ở trên bờ xuống bắt cá. Người vớt trái mìn lên ngồi hí hoáy gì đó và nó phát nổ ngay ở trên tay. Dù đứng khá xa, nhưng nó cũng bị mấy mảnh găm vào người. Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt nó, mười mấy người nằm la liệt, thương tử không rõ. Cuối năm 1981, đơn vị tổ chức cho anh em ăn Tết trước 5 ngày, và chúng tôi nhận nhiệm vụ chốt bảo vệ con đường vận tải hậu cần, phục vụ cho chiến dịch. Lần này, chỉ đi hai khẩu đội DK82, còn khẩu DK75 để lại. Vài người đau yếu sẽ ở nhà cùng với khẩu này. Số còn lại chia ra, chú Chi với thân hình ba khúc gió tội bay nên ở lại trong nhà. Xa xa phía trước, tiếng súng của các đơn vị bộ binh vọng lại y ầm. Họ đã đi trước và tiến hành đánh cứ của bọn Pốt trong khu vực Nam Mê Lai. Đó là Trung đoàn 4 và Q16 đánh phòng ngự giữ chốt, họ không giỏi bằng chúng tôi. Ngược lại, đánh chiếm căn cứ địch, chúng tôi không bì được với họ. Đúng là mỗi đơn vị có sở trường riêng của mình. Trên con đường hành quân tới vị trí được phân công bảo vệ của mình, tôi nhận thấy
một đoạn đường dài hơn 100 mét. Có lẽ đây đã xảy ra một trận đánh phục kích của quân ta bằng mìn DH hay Claymore. Những mảnh vải quần áo của tụi Pot bị sức nổ của mìn thổi bay, mắc trên những cành tre. Mùi hôi thối của tử thi vẫn còn vương vất trên đoạn đường này. Vậy là cái Tết năm nay, chúng tôi đón năm mới trên con đường chiến dịch Nam Dốc. Để giữ bí mật, chúng tôi ăn cùng với bếp đại đội mà mình đi phối thuộc. Anh nuôi hàng ngày nấu cơm rồi vắt thành nắm chia cho các bộ phận. Ngày mùng 1 Tết, cầm vắt cơm nắm, tôi chợt nhớ tới bài hát Tắc Kè mà đám lính tụi tôi vẫn hay nghêu ngao. Thực sự, tôi cũng chẳng biết tác giả là ai, chỉ biết anh là một người lính trong sư năm. Những câu từ mang đậm chất lính, phù hợp với hoàn cảnh của lính nên rất được anh em ưa thích. Tắc kè, như cho sắt mình, trong khu rừng giá buốt hôm nay. Núi rừng, sao mày lại ở đây? Tắc kè, sao mày lại ở đây? Núi rừng, đêm ngày võng che tăng. Tắc kè, sao mày lại bỏ đi? Mùa xuân qua, đón Tết giữa rừng già, cơm nắm làm quà, điếu thuốc sang tay. Phiên gác buồn, có đứa lại hỏi nhau, bao lâu mới về? Tắc kè nghe tiếng, đáp nhanh, mút mùa, mút mùa. Rồi hôm nay, chiến thắng lại trở về, mơ ước bình thường, nhưng có đứa không may. Biên giới này, ngã xuống ở Mê Lai, Pai Linh, núi Hồng. Suốt đời chăn trối, bao lâu mới được về? Tắc kè nghe tiếng đáp nhanh, sắp về, sắp về, sắp về. Ôi, bài hát sao mà lại phù hợp với hoàn cảnh của tất cả các chiến binh đang trong mùa chiến dịch này đến vậy. Hàng ngày, những chuyến xe chở đạn gạo chạy qua chúng tôi tiến về phía trước. Họ yên tâm khi thấy vài người trong chúng tôi ra mé đường vẫy tay chào. Cánh lái xe thi thoảng đáp lễ cho việc chúng tôi đảm bảo an toàn cho họ bằng bao thuốc lá hay cục thuốc dê từ trên xe quăng xuống cùng nụ cười và cánh tay giơ ra chào. Rồi những chuyến xe chở thương tử từ phía trong hối hả lao nhanh qua. Nhiệm vụ của chúng tôi hàng ngày là chốt và đi tuần trên đường để kiểm tra mìn, nếu có là gỡ ngay, không để xảy ra sự cố nào cho xe vận tải. Trong suốt thời gian này, không một vụ nào xảy ra trên cung đường do đơn vị tôi đảm trách. Sau khoảng gần 20 ngày, đơn vị tôi được lệnh quay trở về Tắc Công Cửa Lao nhận nhiệm vụ mới. Về tới nơi, bàn giao chốt cho đơn vị bạn Trung đoàn Bộ Trung đoàn 4. Chúng tôi lại hành quân ngược ra hướng Phung Cốc Túi. Cứ đi thôi, chứ cũng chưa biết là đi về đâu. Lần trước, hành quân từ Mê Lai đi ra, chúng tôi khô cổ vì thiếu nước. Lần này thì ngược lại, thỉnh thoảng mới được đi trên bờ, còn lại là lội nước. Nước ngập tới đầu gối. Ban đầu mới đi, được lội nước cảm thấy dễ chịu. Nhưng càng đi, nước như níu chân lại, vất vả còn hơn đi trên bộ nhiều lần. Thỉnh thoảng có người trượt chân, vậy là cả người lẫn súng đạn, ba lô, dìm ngập vào trong nước. Ra tới lộ 5, một đoàn xe bò của dân chở gạo đang đứng chờ. May rồi, toàn bộ súng hỏa lực được ưu tiên cho lên xe bò chở. Chúng tôi chỉ phải cõng ba lô và súng đạn cá nhân, lại quay ngược lại, đi về hướng ngã ba con voi. Khu chợ mini trước đây đông vui nhộn nhịp là vậy, mà giờ đây không còn một bóng người. Sau này tôi mới biết, đã có những trận pháo Thái Lan bắn qua nhằm vào khu vực này. Lo cho an toàn của dân, nên chính quyền bạn đã cho di rời ở đây, lùi sâu vào trong nội địa để tránh pháo Thái. Qua khu vực chợ một chút, đoàn quân rẽ phải, đi vào một con đường bò. Mấy anh em vẫn đi kè bên chiếc xe chở súng của mình không rời. Đoàn xe bò của dân này được chính quyền bạn và đội vận động quần chúng của đơn vị vận động ra chở giúp bộ đội ta chở gạo đạn và vũ khí nặng. Phía trước mặt, những tiếng ầm ầm của pháo đề pa rội lạ. Đây rồi, đi vào chừng non 1 km nữa là trận địa pháo 130 của ta đang nã đạn về hướng Tây Bắc. Mỗi lần đề pa, tôi lại thấy viên đạn to như nắm tay, đen xì, bay về phía trước. Đúng là ăn như pháo thủ. Lính ta ví von như vậy quả không sai.
Nhìn những pháo thủ của khẩu đội pháo 130, anh nào cũng to con, vãm vỡ thế kia, thì họ ăn khỏe là đúng thôi.